Ngày 14 tháng 10, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Măng Giang, tỉnh Gia Lai đang xử lý việc vi phạm trong hoạt động khai thác cát của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trang Đức có địa chỉ tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Từ năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai có quyết định cho phép công ty Trang Đức được khai thác cát bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ cát xây dựng có trữ lượng trên 104.880 m khối tại xã Ayun và xã Đắc Jeta huyện Măng Giang. Thời gian khai thác 7,5 năm, công suất khai thác 15.000 m khối mỗi năm. Từ sau khi được cấp phép, khu vực mà công ty Trang Đức được giao hàng ngày có hàng chục điểm được nắng dòng chảy để khai thác cát, làm cho lòng sông Ajun đoạn này bị bức tử, mở rộng, khiến đất nông nghiệp của người dân hai bên bờ bị sạt lỡ. Trước thực tế khai thác rầm rộ, người dân nhiều lần phản ánh, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mang Giang và chính quyền xã Ajun, xã Đắc Ta đã kiểm tra thì phát hiện tại khu vực mỏ có 20 máy nổ, đầu bơm được bố trí dọc đoạn sông dài khoảng 1 km để phục vụ việc hút cát. Bên cạnh đó, được cấp phép từ năm 2014, nhưng đến nay, mỏ cát này cũng chưa được lắp đặt trạm cân camera để giám sát và quản lý khối lượng theo quy định. Khi phóng viên có mặt tại khu vực này, sông Ajun đang bị chặn dòng dày đặc để cát động lại, không trôi theo dòng nước. Tại mỗi điểm này là máy hút đầu bơm đang được lắp đặt phục vụ việc hút cát. Phía trên bờ, máy múc đang hoạt động hết công suất để đổ lên các thùng xe tải. Theo bà Phan Thị Ngọc Phượng, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mang Giang, công ty Trang Đức chỉ được phép bố trí 4 máy bơm để thực hiện hút cát từ lòng sông, nhưng thực tế có tới 20 máy nổ đầu bơm đang được lắp đặt. Đáng chú ý, khi lực lượng chức năng đang làm việc thì nhóm người tìm tới tự nhận là những người đang khai thác cát, không đồng ý cho đưa máy móc khỏi hiện trường. Theo những người này, họ đã cùng thành lập hợp tác xã và mua lại quyền khai thác cát của công ty Trang Đức nhiều năm. Tuy nhiên, lực lượng chức năng không đồng ý làm việc với những người này vì trên pháp lý, quyền khai thác là của công ty Trang Đức. Sau khi kiểm tra, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mang Giang đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân xã Ajun và xã Đắc Jota đưa toàn bộ 20 máy nổ đầu bơm về trụ sở chờ xử lý. Đáng chú ý, việc khai thác quá số lượng máy được cấp phép và các lỗi trên của công ty Trang Đức cũng đã được Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mang Giang lập biên bản xử lý, nhưng đến nay lại tiếp tục tái diễn. Cùng với việc khai thác cát, tuyến đường Liên xã Ayun và Dakjeta ra khu trung tâm huyện có thiết kế chỉ cho xe trọng tải dưới 10 tấn lưu thông. Tuy nhiên, các xe tải chở các khối lượng lớn thường xuyên chạy cả ngày lẫn đêm khiến tuyến đường này bị xuống cấp hư hỏng.